quý vị, vừa qua tình trạng cò đất lộng hành đã tạo cơn sốt đất ảo ở huyện Hòa Vang. Trước thực trạng đó, thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc kịp thời, nên hiện nay tình trạng sốt đất ảo ở Hòa Vang đã được ngăn chặn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Tại bộ phận một cửa thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang vào sáng nay, lượng người dân đến đây để làm thủ tục liên quan về đất đai đã giảm hẳn. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Vang cho biết, hoạt động nơi đây gần như đã trở về bình thường từ 3 tuần nay. Đơn vị cũng đã tăng cường cán bộ nhân viên để tránh ùn ứ hồ sơ giờ cao điểm. Từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 2 tháng 4 thì cái lượng hồ sơ bình quân chi nhánh tiếp nhận có khoảng 190 cái thủ tục hành chính trong ngày, và bình quân cái thủ tục mà chuyển nhượng thừa chế tặng cho thì chỉ 83 hồ sơ trên ngày. Thì con số này so với thời gian mà trước Tết dương lịch hoặc là thời gian giãn cách thì nó chênh lệch khoảng 2 hồ sơ, thời gian đó cỡ khoảng 85 hồ sơ trên ngày. Như vậy từ cái con số đó chứng minh được là cái hiện tượng sốt đất vừa qua thì nó chỉ là hiện tượng ảo. Sau kiểm tra thực tế xác định giới cò đất không chỉ tung tin thổi phồng giá đất tại bộ phận xử lý hồ sơ, các nhóm người làm dịch vụ còn tạo ra hiện tượng chen lấn đông đúc giả tạo, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã liên tiếp ban hành nhiều văn bản khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác với các chiêu trò tạo sốt đất ảo trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu về đề án thí điểm phát triển du lịch trên đất nông nghiệp và khẳng định không hề có chuyện chuyển mục đích đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở và đất phi nông nghiệp khác, qua đó ngăn chặn một số người lợi dụng đề án để tung tin đồn thổi thất thiệt nhằm trục lợi. Vấn đề xảy ra vừa qua trên địa bàn Hòa Vang thì về phía sở thì chúng tôi có theo rất sát và chỉ đạo kịp thời một số các cái giải pháp, và qua khảo sát thực tế thì nhận thấy rằng là cái vấn đề về sốt đất này thì nó chỉ là hiện tượng thôi, chứ cũng không phải là thực sự là một cái cơn sốt, mà chỉ một số người tạo ra cái sốt nóng này. Chúng tôi cũng kịp thời phối hợp với công an thành phố, công an Hòa Vang để mà chuyển các cái trường hợp mà đăng thông tin không đúng sự thật, và cũng đã có cái biện pháp xử lý kịp thời. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, để quản lý và khai thác hiệu quả đất đai, ngăn chặn tình trạng sốt ảo trên địa bàn huyện Hòa Vang, thời gian tới sở sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, sở sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, công tác thẩm định quy hoạch sử dụng đất ở Hòa Vang sẽ được chú trọng và thực hiện chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất công, mua bán đối với đất nông nghiệp không có giấy tờ. Về phía Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang cho biết, huyện sẽ tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời công khai các chủ trương, thông tin liên quan đến kế hoạch sử dụng đất của huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2030 ngay sau khi được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân cho bà con hiểu được hiện nay là chuyển mục đích đất nông nghiệp của Hòa Vang sang đất ở, đất nông nghiệp thuần túy thì không giải quyết được. Để tập trung kiểm tra về cái công tác xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Hiện nay huyện đã ban hành kế hoạch và tổng rà soát kiểm tra trong tháng năm để có cái chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý kịp thời. Cái nội dung nữa là vẫn phải tiếp tục giao cho công an huyện theo dõi, kiểm tra, điều tra những tổ chức cá nhân, những nhóm người lợi dụng những cái chính sách về cái đề án thí điểm nông nghiệp trên đất du lịch để mà có cái xử lý kịp thời. Mật độ dân số rồi kể cả về số lượng người dân so với cái tỷ lệ diện tích đất ở thì nó cũng đã vượt rồi, cho nên cái vấn đề mà đặt vấn đề mà quy hoạch, tiếp tục quy hoạch để chuyển mục đích sang đất ở thì trong cái thời gian trước mắt thì nó chưa có cái nhu cầu về vấn đề này. Vì vậy cho nên là cái việc mà định hướng cho cái công tác quy hoạch thì chúng tôi cũng sẽ làm chặt chẽ trong cái quá trình thẩm định cái quy hoạch sử dụng đất của Hòa Vang. Và thêm vào đó nữa thì hiện nay một số các cái trường hợp thì có cái hiện tượng là người ta lấn chiếm cái đất của nhà nước quản lý để mà yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mà mua bán, mua đi bán lại. Đối với những trường hợp này thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo kịp thời để khắc phục và chấn chỉnh cái tình trạng này. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cũng cho biết, đề án phát triển du lịch trên đất nông nghiệp của huyện Hòa Vang chỉ là thực hiện thí điểm ở mức độ và phạm vi nhất định, và quan trọng hơn chỉ là phục vụ người dân địa phương, nên không có chuyện người dân các nơi khác đổ về mua đất nông nghiệp để làm dự án du lịch. Hơn nữa, do tỷ lệ đất ở trên địa bàn huyện Hòa Vang đang chiếm tỷ lệ khá lớn, nên trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Hòa Vang đến năm 2030 cũng sẽ hạn chế việc quy hoạch thêm các diện tích đất ở. Hy vọng người dân và cả nhà đầu tư sẽ không tiếp tục sập bẫy tin đồn thất thiệt.